Chào các bạn, mình là Linh và các bạn đã đến với kênh chuyên chia sẻ và đánh giá công nghệ 88 Studio. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc laptop của thương hiệu Dell. Đây là chiếc Dell Inspiron 7501. Nếu các bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop nó có cấu hình cực mạnh, một cái thiết kế phải gọi là đẹp, sang chảnh và có một cái sự bền bỉ cứng cáp tốt nhất cho cái tầm tiền dưới 20 triệu đồng thì đây có thể sẽ là một cái món hời dành cho chúng ta. Và ở video này thì mình sẽ giúp các bạn xem qua chiếc máy này và đánh giá để xem là với số tiền nay giảm chỉ còn khoảng là 19 triệu thôi, chiếc Dell Inspiron 7501 có phải là một chiếc máy đáng mua hay không? Chúng ta hãy cùng đi vào theo dõi nhé. Dell Inspiron 7501 là một món hời. Sở dĩ mình nói như vậy bởi vì là bình thường các bạn bỏ tiền ra tầm khoảng là 18 đến 20 triệu, chúng ta sẽ chỉ có được những cái mẫu laptop chip U dòng tiết kiệm điện thuộc dòng Dell 3000 series hoặc là Dell 5000 series. Vỏ thì là vỏ nhựa hoặc là nửa nhôm nửa nhựa. Thì với chiếc Dell Inspiron 7501, đây là một chiếc laptop chip H thuộc dòng Complex hiệu năng cao và có thiết kế vỏ kim loại hoàn toàn từ mặt đáy cho tới kê tay và cả phần mặt lưng. Tất cả những cái phần viền đều được mài vát kim cương rất là tỉ mỉ. Đúng thật là ngoài những cái dòng sản phẩm Dell XPS ra, Dell Inspiron 7000 series sẽ là một cái dòng sản phẩm tiệm cận nhất với sự cao cấp mà Dell có thể mang lại chúng ta ở trong cái tầm giá này. Độ chắc chắn, sự cứng cáp và cái cảm giác sờ mát lạnh sẽ là những gì các bạn có được khi mà chúng ta sở hữu cho mình chiếc Dell 7501. Bản lề của máy đóng mở thì nó cũng rất là chắc chắn nhưng mà cũng rất là mượt mà. Bàn phím thì do được vỏ nhôm gia cố cho nên là chúng ta có ấn mạnh hay là gõ phím thì cũng không có hiện tượng bị flex này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng thì nó không có hiện tượng bị ọp ẹp hay là rung lắc như trên một số mẫu laptop mình từng dùng qua. Chứng minh một điều rằng Dell nó nằm ở một cái tầm đẳng cấp mà chỉ có thể chạm tay vào chúng ta mới có thể thấy được. Chưa kể là cái dòng Dell 7000 series của năm nay thì nó đã có một cái thiết kế hoàn toàn khác so với những cái dòng Dell của năm ngoái năm kia. Viền màn hình mỏng cả bốn cạnh này, trông rất sexy luôn. Và bản lề nâng hiện đại và nó có sở hữu cho mình một cái màu trắng bạc trông rất là trang nhã. Mà mình thấy là không có một chiếc laptop nào trông đẹp như này. Nếu các bạn không sử dụng chiếc Dell 7501 như là một công cụ để làm việc thì nó vẫn có thể trở thành một cái món phụ kiện thời trang nó giúp nâng tầm vị thế của người sử dụng. Ngồi làm việc với em này mình tin là chúng ta trông sang chảnh như là một doanh nhân vậy. Tuy nhiên thì cái phần bản lề nâng này dùng nhiều lúc cũng hơi bất tiện bởi vì cái phần mặt sau này nó liên tục bị cọ vào mặt bàn khi mà chúng ta đóng ra mở vào. Dùng không cẩn thận mà bị xước cái phần sau này thì nó khá là sót cho nên là chúng ta cần phải lưu ý. Để xét về cái chất lượng màn hình của chiếc Dell 7501 thì đây là một cái màn hình IPS độ phân giải là Full HD với độ phủ màu vào khoảng là 65% sRGB, 45% NTSC và độ sáng màn hình vào khoảng là 250 nit. Màu sắc và độ chuẩn màu thì nó chưa thể bị được so với những con màn hình của những cái dòng laptop chuyên về đồ họa. Cái chất lượng hiển thị của chiếc Dell Inspiron 7501 nó sẽ ngang với những con Dell 5515, 5505, Acer Aspire 7, IdeaPad 5 và đại đa số những cái mẫu laptop mỏng nhẹ ở trong cái tầm giá từ 19 đến 20 triệu đồng. Nên nó không phải là một cái gì đó quá tệ để chúng ta có thể chê trách. Màu sắc của máy nó vẫn ở ngưỡng đủ dùng cho các cái nhu cầu học tập, làm việc, giải trí xem phim cơ bản. Và nếu bạn là một người không có quá kỹ tính về cái màn hình thì màn hình IPS của chiếc máy này nó hoàn toàn đáp ứng được đủ nhu cầu chúng ta. Màn hình thì có thể là nó không có quá là xuất sắc nhưng mà cái trang bị về loa của chiếc máy này thì nó thực sự là có nhỉnh hơn hẳn so với những cái mẫu Dell khác mình đã từng dùng qua. Ở hai bên cạnh máy chúng ta sẽ có cái giải loa ở dưới gầm đây. Cái dòng Inspiron 7000 series thì nó sẽ có kích thước loa lớn hơn cho nên là nó cũng sẽ đem lại một âm lượng loa to hơn so với những cái dòng Dell 3000 series và 5000 series ở trong cái tầm giá này. Để các bạn đàm thoại này, xem video hoặc là xem phim thì cái bộ loa này mình tin là các bạn sẽ cảm thấy rất là chim ưng. Tất nhiên là mỏng nhẹ mà đẹp như thế này mà chỉ làm văn phòng xem phim thì nó sẽ hơi phí đúng không ạ? Cho nên là Dell họ đã cho vào đây là một con chip Complex dòng H mạnh mẽ của Intel. Như mình đang có đây là con chip i5-10300H với 48 luồng xử lý và công suất định danh của con chip này nó rơi vào tầm khoảng là 35W. Hiệu năng làm việc của con chip này thì chút nữa mình sẽ đánh giá thực tế cho anh em. Nhưng mà nhận định của mình thì đây là một con chip khá là mạnh trong tầm giá và là một cái nước đi táo bạo của Dell ở trong cái việc đem đến hiệu năng CPU của một chiếc laptop gaming lên trên một chiếc laptop Ultrabook nó mỏng nhẹ như này. Máy cũng sẽ đi kèm với 8GB RAM on main, ổ cứng SSD là dung lượng 256GB, dùng chuẩn giao tiếp là NVMe, đem lại tốc độ đọc ghi cao này, khởi động máy và ứng dụng rất là nhanh. Nên là yếu tố về tốc độ sẽ là thứ các bạn không cần phải quá lo với chiếc máy này. Mình cũng sẽ đi vào trong chiếc máy này để xem là cái khả năng nâng cấp cũng như là cái hệ thống làm mát của Dell 7501 nó ra làm sao. Thì ở trong máy chúng ta sẽ có một khe RAM trống để các bạn gắn thêm RAM vào đây. Các bạn có thể gắn thêm 8GB RAM hoặc là 16GB RAM vào cái khe trống này để kết hợp với RAM on main 8GB, nâng tổng dung lượng máy đến tận là 24GB. Hoàn toàn dư sức để các bạn có thể chạy chục con máy ảo hoặc là mở tầm 1-2 chục tab Chrome không vấn đề gì cả. Còn nếu các bạn cảm thấy là 256GB ổ cứng dung lượng còn ít thì Dell 7501 đã cho chúng ta hẳn một khe cắm SSD M2 trống để các bạn có thể thoải mái nâng cấp dung lượng tẹt ga luôn. Và ở dưới sẽ là một thỏi pin 3 cell 56Wh.
cho thời lượng pin sử dụng cực kim tầm khoảng là 5 tiếng đồng hồ. Và pin này thì nó sẽ có thể ít hơn tùy thuộc vào các tác vụ các bạn chạy, nó nặng hay là nhẹ. Và điều làm mình ấn tượng nhất đó chính là hệ thống tản nhiệt hai quạt được đặt trong chiếc laptop mỏng nhẹ này. Đây là một cái trang bị cần thiết để giúp giải nhiệt cho con chip i5-10300H cực kỳ mạnh mẽ của Dell 7501. Mà ngay bây giờ mình sẽ đi vào đánh giá về hiệu năng cũng như nhiệt độ cho các bạn. Đầu tiên thì mình có test cái phần mềm Cinebench, một cái phần mềm dùng để đo hiệu năng của CPU bằng cái điểm số render. Thì con chip i5-10300H nó sẽ có một cái mức điểm số mạnh hơn i7-1165G7 ở tác vụ đa nhân. Còn để so với những cái dòng chip AMD thì cái công nghệ 7 nanomet trên những cái dòng chip U Ryzen 5000 series nó vẫn là một cái gì đó vượt trội hơn con chip của chúng ta. Nhưng mà mình phải nhắc trước với anh em là đa số những cái mẫu laptop tầm giá 19-20 triệu nó dùng chip U ấy, thì nó sẽ chỉ giữ được cái công suất TDP là 15-20W ở thời gian rất là ngắn. Kể cả i5, i7 hay là chip Ryzen cũng vậy thôi. Còn Dell Inspiron 7501 nó là một con chip công suất 25W và lại còn có tản nhiệt 2 quạt. Cho nên là khi mà chỉ benchmark 50 phút không thôi ấy, thì cái điểm số nó chưa thể nào phản ánh được thực tế trong quá trình chúng ta dùng lâu dài. Nên là những con số mình đưa cho các bạn nó sẽ chỉ mang yếu tố là tham khảo thôi. Dùng thực tế những cái chip dòng H và chip dòng U có thể nó sẽ rất là khác. Và mình nghĩ là con máy này nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái hiệu năng lâu dài ổn định hơn. Với những cái tác vụ cơ bản như là lướt web này, YouTube này, làm văn phòng, Dell 7501 nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm làm việc mượt mà, quạt chạy êm, nhiệt độ cũng rất là mát trong cả buổi sáng mình ngồi viết kịch bản. Còn để sang những cái tác vụ đồ họa nhẹ như là Photoshop, ngồi cắt ghép video thì quạt có kêu to một chút và bề mặt vỏ máy thì nó có nóng hơn. Nhưng mà nó vẫn hoàn toàn ở ngưỡng chấp nhận được, nó không có gì để chúng ta lo ngại cả. Chỉ khi mà mình dùng để render Premiere hoặc là dùng với After Effects, RAM 8GB nó mới bị đầy full que, quạt chạy mới to hẳn lên và nhiệt độ CPU của máy nó có thể lên ngưỡng là 80-90 độ C. Chip H thì chạy nó rất là nhanh nhưng mà công nghệ là 14 nanomet và chạy công suất render lên tận là 25-30W thì máy nó nóng lên là chuyện chúng ta không thể tránh khỏi. Trải nghiệm chơi game của máy thì nó cũng đem lại kết quả tương tự như vậy, với nhiệt độ nó có thể lên tận là 92 độ C khi chúng ta làm vài trận game. Và mặc dù là con chip nó rất là mạnh nhưng mà con card tích hợp của i5-10300H như là con card UHD 630 đây không phải là một con card mạnh mẽ như là những cái dòng xe graphic hay là RX Vega của AMD, cho nên là hiệu năng chơi game của chiếc Dell 7510 nó cũng không thực sự ấn tượng cho lắm. Và sau khi mình đã trải nghiệm xong chiếc máy này thì mình thấy là Dell Inspiron 7510 nó là một chiếc laptop có hiệu năng cao và có mức giá hấp dẫn thời điểm hiện tại. Tất nhiên là chúng ta dùng con này để mà chơi game hay làm đồ họa 3D thì nó sẽ không thực sự là hợp lý cho lắm, bởi vì dù sao đây vẫn là một chiếc laptop mỏng nhẹ không cạc rời mà. Nhưng mà nếu anh em chúng ta không quan tâm tới chuyện là làm đồ họa 3D hay là chơi game, các bạn chỉ cần một chiếc máy tính có chip mạnh để làm đồ họa 2D này, để dùng để lập trình mà cần sự sang chảnh và sự ổn định thì Dell 7510 nó sẽ đem lại chúng ta chính xác những gì các bạn cần. Với vỏ kim loại thiết kế sang xịn mịn này, với độ bền và sự uy tín chuẩn Dell này, bàn phím có LED và có cảm biến vân tay một chạm này, cấu hình mạnh với chip H và RAM SSD đều có thể nâng cấp được, và khả năng giải trí hình ảnh âm thanh cực kỳ ấn tượng với màn hình IPS viền mỏng bốn cạnh và hệ thống loa kép cực kỳ là hay, chỉ có trên những cái dòng Inspiron 7000 series cao cấp nhất. Và với mức giá nó đang chỉ có tầm khoảng là 19 triệu đồng thì Dell Inspiron 7501 nó sẽ là một chiếc laptop đáng để chúng ta cân nhắc và so sánh với những cái mẫu laptop khác trong cùng tầm tiền. Và cũng như mọi khi thôi, nếu chúng ta có bất kỳ thắc mắc gì về chiếc Dell Inspiron 7501 mình đang có ở đây thì các bạn có thể hỏi mình phía bên dưới nhé. Rất mong có được cái sự chia sẻ cũng như là ủng hộ từ các bạn. Xin chào và cảm ơn anh em.